Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Tôi đang di chuyển ở đường 91B Nguyễn Văn Linh của phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian gần đây thì cái quốc lộ 91B này thì nó là một trong những cái tuyến đường có cái lưu lượng xe qua lại rất là đông. Đặc biệt là khi mà đến cái giờ tan tầm á, hoặc là giờ đi làm á, thì ngã tư 91B giao với 32 là cái lưu lượng ở đây rất là đông. Nhiều khi thì nó xảy ra cái tình trạng ùn tắc ở đây rất là nhiều. Thời điểm tôi đang quay đây thì lúc này đang là 10 giờ 20 phút sáng. Thì phải nói đây gần như là một cái tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ. Cho nên cái lượng xe đây là rất là nhiều. Bởi vậy mà cái hiện tại thì có hai cái cầu, hai tuyến đường để kết nối với thành phố Cần Thơ, đó là đường Quang Trung và cụ thể là cầu Quang Trung và cầu Hưng Lợi trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Linh 91B này. Tuy nhiên thì đối với cái cầu Quang Trung á, thì các cái phương tiện xe tải không được phép qua đây, cho nên 91B là cái nơi để mà cấm tất cả các cái xe tải ra vào thành phố Cần Thơ. Bởi vậy cho nên cái áp lực giao thông ở cái tuyến đường này nó rất là lớn đấy. Và bây giờ thì chúng ta đã di chuyển đến ngã tư giao với đường 34 đây. Vào cái thời điểm mà buổi sáng sớm mọi người đi làm đấy, hoặc là buổi chiều khoảng 17 giờ trở đi á, thì lưu lượng qua các cái ngã tư này thì cũng rất là đông. Vì vậy mà các cái phương tiện ở xa chúng ta không nắm rõ về giao thông ở Cần Thơ thì có thể lưu ý những cái thời điểm gọi là cao điểm á, thì chúng ta nên tránh đi vào cái thời gian này. Bây giờ thì cũng đang di chuyển lên cầu Hưng Lợi. Và để giải tỏa cái áp lực giao thông ấy thì cái cầu nữa bắc qua Ninh Kiều và Cái Răng ấy, đó là cầu Trần Hoàng Na cũng đang được khởi công xây dựng. Dự kiến cũng trong khoảng một một thời gian nữa, chắc khoảng năm nữa thì cái cây cầu này mới được đưa vào sử dụng, thì lúc đó thì chắc chắn là nó sẽ giảm tải cái áp lực về giao thông ra vào ở thành phố Cần Thơ này. Cái cầu Trần Hoàng Na đấy thì nó kết nối sang bên bờ Cái Răng ấy, nó gần với bến xe trung tâm của thành phố Cần Thơ, cho nên là cái cầu Trần Hoàng Na này thì chắc chắn là cái lưu lượng xe qua lại ở cái cầu này khi mà chính thức đưa vào sử dụng ấy, nó cũng rất là lớn đấy. Đến địa phận quận Cái Răng. Đây là phường Hưng Thạnh,
quận Cái Răng. Chúng ta đi khoảng 300-400 mét nữa thì sẽ đến cái nút giao của IC3 nối lên cầu Cần Thơ. Tôi đi về rẽ về phải, đi về bến xe trung tâm. Và đây là ngã tư này. Cái khu vực này thì lượng giao thông cũng rất là đông. Và bên phải chúng ta đây thì đang có một con đường chuẩn bị hình thành. Cái đường này nó sẽ nối vào ngay bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ. Đó. Đó, anh chị và các bạn có thể nhìn sang bên phía tay phải đấy. Là con đường mới đang chuẩn bị hoàn thành đấy. Nói chung Cần Thơ là một trong những thành phố trực thuộc trung ương, và đường xá thì cũng còn cần phải đầu tư mở rộng rất là nhiều để đáp ứng cho sự phát triển của thành phố. Tuyến đường này thì vừa rồi cũng xuống cấp và mới được nâng cấp lên vá những cái đoạn đường có ổ gà ổ voi này, chứ còn vừa rồi thì nó cũng có nhiều ổ gà ổ voi lắm. Tuyến đường này thì chúng ta sẽ đi về phía Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Và bến xe trung tâm đây, bên phía tay phải của chúng ta đây. Và ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ này thì cái con đường Trần Hoàng Na nối dài nó sẽ băng qua đây. Đó. Con đường này thì đang được hình thành. Và hy vọng là cái cây cầu Trần Hoàng Na khi mà khánh thành á, đi vào hoạt động ấy, thì nó sẽ là một trong những cái điểm nhấn cho thành phố Cần Thơ, kết nối với cái khu vực bên đây là các cái khu đô thị, ví dụ như bến xe này, khu nhà ở và các cái công trình công ích xã hội, bệnh viện, trường đại học là cũng nằm ở bên đây. Và cũng đây bên Cái Răng này thì cũng còn một số các cái dự án phát triển khu dân cư cũng đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Và các cái điểm giao thông ở thành phố Cần Thơ thì tôi sẽ cập nhật lên video để cho các anh chị và các bạn khi đến với thành phố Cần Thơ chúng ta lưu ý những cái điểm này và tránh những cái thời gian cao điểm để chúng ta tham gia giao thông nó thuận tiện hơn. Và video này thì cũng xin được kết thúc ở đây. Rất mong sự ủng hộ của anh chị và các bạn rất là nhiều.